Trung Quốc đã mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 8 tháng 1 vừa qua. Dự báo khách du lịch nước này sẽ quay trở lại từ tháng 3 năm nay, với khách du lịch lẻ phục hồi trước, khách du lịch theo đoàn sẽ phục hồi sau đó. Từ tháng 3 năm 2023, thị trường sẽ phục hồi lên đến 50% so với năm 2019. Năm 2019 có khoảng 155 triệu người Trung Quốc đi du lịch khắp thế giới và chi tiêu khoảng 255 tỷ đô la Mỹ. Nhiều quốc gia đã có sự tăng trưởng kinh tế nhờ có khách Trung Quốc. Việt Nam cũng đang có nhiều lợi thế về đường bộ, đường biển và hàng không thuận tiện. Sau COVID-19, nhu cầu thị hiếu của lượng khách này cũng đang thay đổi, là cơ hội để Việt Nam thu hút khách chi tiêu cao hơn, lưu trú dài ngày hơn.